trang sức đã không còn là đặc ân chỉ dành cho phái đẹp. Ngày nay, phái mạnh thành đạt cần những món trang sức xứng tầm để thể hiện đẳng cấp, gu thời trang, thời thượng và vẻ đẹp nam tính của mình. Điều này vô cùng quan trọng bởi trang sức phù hợp không những tôn lên vẻ đẹp rắn giỏi, đầy mạnh mẽ của chủ nhân mà còn giúp quý ông tự tin hơn trước người đối diện, gặt hái thành công trong những cuộc giao thương quan trọng. Dây chuyền nam với thiết kế to bản, dày dặn để thể hiện được sự bản lĩnh, khỏe khoắn mà không phô trương mỏ mè. Với chất lượng vàng 18K nhập khẩu Italy, sản phẩm tạo dấu ấn cá nhân và khẳng định đẳng cấp của phái mạnh được kết hợp chất liệu vàng màu, tạo nên những tuyệt tác. Dây chuyền nam 18K Italy được phái mạnh thành đạt sủng ái. Vàng 18K, ông hoàng của mọi chất liệu trang sức, thật đúng với danh xưng của mình. Sở hữu sắc vàng bóng mẩy thời thượng cùng đặc tính siêu bền màu để thách thức thời gian. Dây chuyền nam chế tác từ vàng 18K nhập khẩu Italy mang đến cho quý ông sự đẳng cấp, ấn tượng và thu hút hơn bởi phong cách làm nên cái tôi cá nhân trong mỗi lần xuất hiện. Video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin đồng hành cùng bạn.